Còn thị trường hàng hóa thì đóng cửa tuần giao dịch vừa qua với lực mua hoàn toàn áp đảo trên cả 4 nhóm mặt hàng. Chỉ số mỗi viên index đã tăng vọt đến 5,67% và lên mức là 2.559 điểm. Nhờ đã tăng rất mạnh trên nhóm năng lượng. Phân tích chi tiết hơn thì xin mời biên tập viên Hoàng Nam. Vâng, xin chào anh Hiệu Chí, chị Minh Hằng. Thưa quý vị khán giả, à, có thể thấy rằng là dầu WTI tăng mạnh trong tất cả các phiên trong tuần và đóng cửa tăng vọt đến 16,5%. À, tương đương với gần 10 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent cũng tăng hơn 15% lên sát mức là 98 đô la Mỹ cho một thùng. Dầu ít lưu huỳnh thậm chí còn tăng gần 23%. Xăng RBOB cũng ghi nhận mức tăng là hơn 15%. Các mặt hàng xăng dầu thì nhận hỗ trợ rất mạnh trước sức ép từ việc là thiếu hụt nguồn cung đang lớn dần lên sau khi mà tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC cộng cắt giảm 2 triệu thùng dầu một ngày, tương đương 2% nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới. Nếu kế hoạch này được duy trì cho đến đầu năm sau, thị trường có thể sẽ bị đẩy trở lại và tình trạng mất cân bằng giữa cung và cầu. Và cùng với đó thì rủi ro sản lượng dầu của Nga giảm mạnh trong cuối năm nay vẫn còn khi mà các lệnh cấm vận đang đến rất gần. Xu hướng của giá dầu thô đã kéo theo hàng loạt các mặt hàng liên quan tăng phi mã. Có thể kể đến nhóm dầu thực vật với mức tăng là 12% của dầu cọ Malaysia với cả năm phiên tăng giá trong tuần. Theo sau đó thì dầu đậu tương cũng nhảy vào 8% lên 1.426 đô la Mỹ một tấn và là mặt hàng nông sản duy nhất đóng cửa tuần với mức tăng rất mạnh. Sở dịch hàng hóa Việt Nam (Sdv) cho biết trong tuần này lần lượt các cơ quan tổ chức năng lượng lớn trên thế giới sẽ phát hành báo cáo tháng 10. Và trong giai đoạn thị trường dầu đang nhiều biến động, các báo cáo tháng sẽ là tâm điểm của các nhà đầu tư và giới phân tích nói chung. Vâng, các số liệu vừa được giới chức Mỹ công bố cho thấy là hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG của nước này đã tăng vọt trong tháng 8. Phần lớn thì số LNG này có điểm đến là các quốc gia châu Âu nơi đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Giá trị lượng khí đốt Mỹ xuất khẩu sang các nước châu Âu như là Pháp, Croatia, Ba Lan và Anh đều đã ghi nhận mức tăng gấp nhiều lần trong tháng 8 do nhu cầu cao. Tuy nhiên, tổng lượng khí đốt xuất khẩu của Mỹ, bao gồm LNG, trong tháng 8 chỉ tăng 65% so với tháng 7 và gần 59% so với cùng kỳ năm ngoái, do Mỹ phải chuyển hướng khí đốt khỏi các thị trường khác sang châu Âu. Hiện khí đốt tự nhiên đang là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao thứ ba của Mỹ chỉ sau xăng và dầu.